Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với Brighton 21 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2022, vòng 13 ngoại hạng Anh. Cuối tuần vừa qua, Man City đã phơi áo với tỷ số 1-0 trước Liverpool tại Anfield. Trận thua này không chỉ chạm đến lòng tự tôn của nhà đương kim vô địch mà còn khiến họ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Nhiều khả năng, thầy trò Pep Guardiola sẽ trút cơn thịnh nộ lên Brighton ở vòng đấu tới. Khởi đầu chiều đại huấn luyện viên Roberto Zerbi đầy hứa hẹn với trận hòa Liverpool 3-3 ngay tại Anfield, nhưng đáng tiếc đó lại chính là điểm sáng duy nhất của Brighton tính đến thời điểm này. Ba vòng đấu kế tiếp đã chứng kiến Brighton chỉ mang về đúng một điểm và thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào. Nếu như thất bại tối thiểu trước Tottenham là kết quả có thể cảm thông, thì việc để thua bạc nhược 2-0 trong chuyến làm khách của Brentford hay bị Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng ngay tại tổ ấm Amex rõ ràng là điều khó chấp nhận. Đang xuống phong độ một cách thảm hại lại phải đối đầu một Man City đang cay cú vì trận thua Liverpool, xem ra Brighton khó tránh khỏi thất bại nặng nề. Nhận định trên càng được củng cố bởi Brighton thời gian gần đây đã thi đấu vô cùng hớ hênh trong những chuyến hành quân xa nhà. Ở 3 cuộc viễn chinh gần nhất, Danny Welbeck cùng các đồng đội ghi được 4 bàn thắng nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần. Ngoài ra cũng cần phải nhấn mạnh rằng Man City chính là hung thần mà Brighton rất sợ phải giáp mặt. Sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, Brighton đã thua đến 9 trận và chỉ có duy nhất một lần quật ngã được The Citizen. Trong 9 trận thua nói trên, Brighton đã có tới 7 lần bị đè bẹp với tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Với kèo châu Á Man City chấp 2.0 kèm với lợi thế sân nhà, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt. Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Kèo châu Á, Man City chấp 2.0 full time. Khi huấn luyện viên Graham Potter rời đi, Brighton vẫn đang góp mặt trong top 4. Nhưng sau 4 trận được dẫn dắt bởi tân thuyền trưởng Roberto Zerbi, Brighton đã rơi xuống vị trí thứ 8 và bị top 4 bỏ ra tới 5 điểm. Dù được thừa hưởng nền móng khá vững chắc từ người tiền nhiệm, nhưng có thể thấy rằng huấn luyện viên Roberto Zerbi đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc duy trì thành công cho Brighton. Làm khách trước một Man City đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết để gỡ gạc lại danh dự sau trận thua Liverpool. Không thua đậm cũng đã là nhiệm vụ khó khăn cho Brighton chứ chưa nói tới chuyện sống sót rời khỏi Etihad. Với kèo châu Âu anh em cân nhắc đội chủ nhà, chốt kèo châu AUL Man City thắng. Trong bối cảnh Brighton đang xuống phong độ và hàng thủ tỏ ra đặc biệt lỏng lẻo ở những chuyến hành quân xa nhà, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền trông đợi vào một cơn mưa bàn thắng tại Etihad. Kể từ sau trận hòa 2-2 trước Liverpool vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, Man City đã biến Etihad thành pháo đài bất khả xâm phạm. Ở 12 lần đón khách gần nhất, De Bruyne cùng các đồng đội đã toàn thắng và có đến 11 trận ghi được tối thiểu 3 bàn. Đáng lưu ý, 10 trên 12 trận vừa nêu đã khép lại với ít nhất 4 lần lưới rung. Tuy nhiên, Brighton cũng cho thấy sự khó chịu của mình khi thi đấu trên sân khách với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.25 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Man City chấp 2.0 full time. Kèo châu Âu, Man City thắng. Kèo tài xỉu 3.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Man City 3 Brighton 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.